Cả nhà ơi, hiện tại thì Kim Quý đang đứng trước nhà của diễn viên Quỳnh Nga. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đột kích vào nhà của chị nhé. Hello chị. Xin chào Kim Quý, sao em đến sớm vậy? Dạ em với mọi người nôn gặp chị quá nên đi luôn. Đi vào nhà đi. Dạ. Nhưng mà em ngồi. Dạ. Em đại diện cho những người khán giả yêu thích chị, quan tâm chị để tới hỏi thăm và tìm hiểu chút xíu về cuộc sống hiện tại của chị bây giờ. Thì không biết là chị đã sẵn sàng chia sẻ cho em và mọi người chưa ạ? Ok. Hôm nay tiếp nhận mọi câu hỏi từ Quý nha. Dạ, coi như là hai chị em mình tâm sự đi. Rồi, thì không biết là sau vai diễn Nhã trong Về Nhà Đi Con ấy, em thấy là có rất là nhiều người thích chị, ví dụ như em là rất yêu quý chị luôn. Nhưng mà bên cạnh đó em thấy có nhiều phản ứng tiêu cực lắm, giống như là comment rồi inbox những lời chửi bới nhạy cảm luôn, như là chị đã chia sẻ. Thì hiện tại bây giờ chị cảm thấy như thế nào ạ? Đã là nghệ sĩ thì phải chịu được những cái áp lực, mà cái áp lực vô hình đó chính là áp lực của dư luận. Và khi mà mình chịu được những áp lực đấy thì mình sẽ cảm thấy nó bình thường. Nhưng mà người thân của mình thì không như vậy. Người thân không phải là người trong showbiz, vậy nên họ sẽ có những cái chạnh lòng nhất định. Và bản thân mình thì rất là muốn rằng là kiểm soát tất cả mọi việc để tránh làm cho gia đình, bố mẹ mình bị tổn thương. Vậy nên là mình đã có những cái lời, những cái động thái rất là nhẹ nhàng, rằng là mọi người có thể động đến tôi, mọi người có thể nói Nhã, nhưng xin mọi người đừng động đến gia đình của tôi, vì mọi người không phải là người ở trong showbiz. Mọi người bị không phân biệt giữa phim và đời. Và rõ ràng là khi mình nói như vậy, mọi người đã hiểu ra. Và chị nghĩ rằng là không phải chỉ sau vai Nhã đâu, mà sẽ còn rất nhiều vai diễn khác, hoặc là những cái bộ phim khác mà mình hòa thân, sẽ còn có những cái tranh cãi tiếp theo mà mọi người sẽ phân biệt được đâu là phim, đâu là đời. Em thấy nha, mọi người phản ứng mạnh tới như vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc là chị diễn rất là xuất sắc luôn, để cho mọi người ghét mình ấy. Như em á, khi mà em xem phim thì em cũng cảm thấy cũng ghét giả kinh khủng luôn. Nhưng mà gặp chị ngoài đời thì em thấy là không có giống Nhã trong phim một tí nào hết á. Dạ, nhưng mà em hỏi cái này á, chị trả lời thật cho em luôn nha. Là vai Nhã trong Về Nhà Đi Con ấy, thì người ta hay gọi là con giáp thứ 13 ấy, là một cái vị trí mà không ai hoan nghênh hết trơn. Còn với diễn viên Quỳnh Nga ở ngoài đời thật, cuộc sống tình cảm của chị như thế nào? Có bao giờ là mình vướng vào cái vị trí thứ 3 trong cuộc tình của ai đó không ạ? Bản thân là phụ nữ, không ai thích mình là người thứ 3 cả. Luôn luôn muốn mình và người kia chỉ có hai người với nhau mà thôi. Bản thân mình ngay từ đầu khi mà tiếp xúc với rất là nhiều những cái mối quan hệ xã hội, thì mình đã tự đặt ra cho mình một cái khoảng cách nhất định, để mình luôn luôn không dính vào bất cứ một cái mối quan hệ nào biến mình thành một cái người không tốt như vậy. Còn một điều nữa mà em thấy mọi người cũng tò mò lắm nè, sẵn hôm nay em tới đây em hỏi luôn, là giữa chị và diễn viên Việt Anh có mối quan hệ đặc biệt gì không chị? Anh Việt Anh, phải nói cho cùng, anh là một người rất thị phi. Thị phi đó chị. Thị phi. Vậy nên rằng là bản thân mình là một người dễ bị thị phi. Tốt nhất là phải cẩn thận hết mức. Mà có một điều hơi buồn là trong thời gian tới phải làm việc với anh rất nhiều. Buồn à? Em thấy buồn mà chị cười hơi tươi đấy. Nhưng mà cái người đàn ông này rất là tốt, rất là hiền lành, rất là dễ thương, nhưng mà hơi phiền phức. Đấy, thì em cũng thấy là chị đã khẳng định là giữa diễn viên Quỳnh Nga và diễn viên Việt Anh là không có cái mối quan hệ gì đặc biệt, ngoài trừ cái việc đặc biệt là hai người mang đến thị phi cho nhau thôi. Đó, nãy giờ ngồi nói chuyện với chị là em thấy là chị rất là nhiều năng lượng, rất lạc quan, rất vui. Tuy nhiên thì cũng không quên được cái việc là chị đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Thì chị đã vượt qua cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình như thế nào, và cuộc sống của chị có gặp nhiều khó khăn không ạ? Tất nhiên rằng là khi mà phụ nữ đang lập gia đình mà bị phải thay đổi cái hoàn cảnh sống của mình, thì rõ ràng là không ai là cảm thấy vui vẻ gì cái thời điểm đó. Nó sẽ bị xáo trộn trong cái thời gian nhất định, và cuộc sống của chị trong cái thời gian đó bị trông chênh. Vậy nên là sau khi mà cuộc hôn nhân đó kết thúc thì mình phải lập tức quay trở lại với công việc của mình, quay trở lại với cái sự nghiệp của mình. Cuộc đời này mình chỉ sống có một lần mà thôi. Phụ nữ thì có quyền làm đẹp, tại sao mình lại không yêu cơ thể mình, không yêu bản thân mình? Và lúc nãy thì như chị đã có chia sẻ với em một cái bí quyết của chị dành cho cơ thể của mình, đó chính là Skin AEC. Dạ. Giúp cho cái làn da của mình luôn luôn tươi trẻ mịn màng. Vậy nên là hãy sống
vì chính bản thân mình, sau đó mới đến những người xung quanh. Đấy là điều mà Nga mong muốn. Dạ, cảm ơn chị Quỳnh Nga ngày hôm nay đã chia sẻ bí quyết làm đẹp cho em cũng như là các chị phụ nữ theo dõi đoạn clip này để hiểu rõ hơn về diễn viên Quỳnh Nga, và đặc biệt là bí mật, bí quyết trong cái việc là chăm sóc da với sản phẩm Skin INC. Và cũng chúc cho chị sẽ luôn có được thật là nhiều sức khỏe nè, ngày càng xinh đẹp rạng rỡ hơn và thành công hơn trên sự nghiệp diễn xuất của mình, cũng nhiều khán giả yêu thương chị hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Xin chào mọi người. Dạ, xin chào chị.